nguyên lai ta là tu tiên đại lão chấp 458. Đại Hắc ca ca. Nếu ngươi đã chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, vậy ta không khách sáo nữa. Ngươi đã từ chối ta 13 lần, nhưng không sao hết. Thứ càng khó có được càng khiến ta phấn khích. Hãy để ta nếm thử sự tuyệt vời của ngươi nào. Quạc. Quạc quạc. Quạc. Dịch, có thể tôn trọng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một chút được không? Cảnh, cảnh 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 giới thiên đạo. Con chó vô cùng tầm thường này lại có cảnh giới thiên đạo. Ta tự vẫn, cho ta một cơ hội nữa đi, cẩu ca. Ta tự vẫn. Bây giờ muốn tự vẫn, muộn rồi. Dùng lực. Không, không hổ là Hắc ca, chỉ vặn nhẹ một cái, thế mà bẻ gãy cổ của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không chỉ có vậy, Tử Thử, Chuột Tín. Nhìn như chỉ bẻ gãy cổ, thực chất trực tiếp khiến tu vi của con vịt này hóa thành hư vô. Vậy nên mới dẫn phát sự chấn động mãnh liệt như này ở trong thiên địa. Lẽ nào Hắc ca thật sự có chút tức giận. Kỹ năng mãnh liệt như này, ngay cả trời đất cũng sập, còn bảo vệ đại vương không để một sợi lông bị thổi rối. Đại Hắc ca ca, ngầu quá. Các ngươi cút đi. Bọn ta cũng muốn cút. Đám thuộc hạ của Phi Thiên Vịt Hoàng. Ngài cho thêm một cơ hội đi. Xin lỗi, ta bất cẩn không chú ý tới lực đạo. Lời xin lỗi rừng rưng và không có thành ý. Về thôi, vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này thì phải xử lý sao? Vịt đưa tới mồm rồi, nấu thôi. Thành vạn yêu. Bánh bao nhân thịt người, 3 văn tiền một chiếc. Thạch sứ, sao rồi? Ngài có nhìn ra khí tức mạnh mẽ này rốt cuộc phát ra từ ai không? Không ngờ trong thành vạn yêu này lại có một con chó cảnh giới thiên đạo. Thành vạn yêu này có đủ loại yêu quái, thậm chí còn có loài thú thần kỳ như cửu vĩ thiên hồ. Đối với giới minh của chúng ta, nơi này là trang trại tốt nhất. Nhưng không ngờ lại có thể gặp được con chó ta thiên đạo cảnh, đúng là niềm vui bất ngờ. Đẩy nhanh kế hoạch, bắt con chó ta này mang về trước. Nhưng nó có cảnh giới thiên đạo nếu muốn bắt nó. Đúng, phải dùng trận pháp đó mới được. Còn yêu hoàng nào sẽ tới nữa? Man Yêu yêu hoàng ở phía đông, Hà Mã yêu hoàng ở phía tây và Hắc Báo yêu hoàng ở phía nam. Bọn ta không đối kháng được ba người bọn họ. Tung tin ra ngoài, để bọn họ tới đây hết. Ta giải quyết trong một lần luôn. Báo. Báo cáo cẩu đại vương, Man Yêu yêu hoàng ở phía đông, Hà Mã yêu hoàng ở phía tây và Hắc Báo yêu hoàng ở phía nam. Bọn họ đánh tới cổng thành rồi. Á, mới nói xong giây trước, nhanh vậy à. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.